Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vario 1/10 2.8 độ up tình khủng nằm chờ lấy biển số. Phiên bản Vario 1/10 2.8 với cái động cơ 1/10 khối là cái đời sau thay thế cho cái dòng Vario cũ đã thành công ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Không được Honda phân phối trực tiếp nhưng anh em chơi xe vẫn có thể sở hữu được cái mẫu xe này thông qua các lý bán xe tư nhân. Theo chia sẻ từ shop đã đổ cái con Vario này đã chia sẻ, em nó vẫn chưa có biển số và đang trong thời gian là chờ đợi. Nhưng chủ xe vẫn dọn cái chiếc xe theo ý tưởng riêng của mình. Tăng đi với độ thẩm mỹ cũng như kiểm soát hành trình phanh được tốt nhất thì chủ xe lựa chọn cụm thắng trước Rainbow Bidit đi kèm cùng với tay thắng CIC Carbonber kết hợp cùng với bình dầu Rismanet từ Ý. Hình quả trứng cùng với các phát keo titanium làm có ổ chứa dầu cho chiếc xe. Thì dùm cái cụm tăng tốc Domino XM2 từ Ý giúp rút ngắn hành trình ga cho xe để bay nhanh hơn. Đi kèm đó là bao tay cùng hiệu đem lại cái độ êm ái và tăng khả năng bấm tay rất nhiều cho người dùng. Trang bị cụm thắng sau Asset Carbon XA sử dụng được cho tất cả những xe với công nghệ là kéo cáp. Nhất là những dòng xe là con khi dùng là còn có thể tăng con bằng tay rất là tiện lợi. Cụm được cấu tạo màu sắc bằng vài ốc rô ti lắp xung quanh để chiếc xe của mình đầy đủ hiệu năng như một cái chiếc phân khối lớn thực thụ. Thì chủ xe còn lắp thêm trợ lực Matrix kẹp cổ hành trình là 70mm, có nhiệm vụ chống sàn lắc đầu xe trên độ cao. Ổ khóa smart key là phụ tùng theo xe ở phiên bản Vario 2.8. Theo những gì mà chủ xe đã chia sẻ thì cái chiếc xế cũng được trang bị cái đĩa của Rainbow 250mm từ Ý, làm cái lồng lõm CNC như là zin để bắt như zin và ốc titan K5. Thêm đó là góc ảnh quen thuộc theo dầu Rainbow Bridge Nickel từ Ý, hai bên tách xứng được bắt và buộc trước thông qua một phát heo CNC nhuộm đen. Mình thêm cái bên bụng bố để làm giảm cái tiếng kêu phát ra từ heo. Combo chưa dừng lại đó còn có thêm dòng heo bóng độ S. Sử dụng phục Cardin bình dòng rời phía sau giảm sốc chỉ xế. Thương hiệu đồ chơi đến từ điển và được rất nhiều em chơi xe ưa chuộng trong nhiều năm qua nên em có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra trên chân phục còn có thêm một cái nấc tăng chỉnh giúp chủ xe có thể kiểm soát lực đàn hồi của em nó phù hợp với trọng lượng cơ thể hay những cung đường mà xe đang muốn di chuyển. Chiếc xe được khoét cho mình bộ áo cho chủ xe tự sáng tạo. Honda Elan chất phong cách với cái màn lột xác ngoạn ngục thuộc là một trong những dòng tay ga cao cấp ở thập niên 2000 đình đám và lúc bấy giờ. Tuy nhiên hiện nay ít người dùng cái mẫu này bởi tuổi đời là khá cao, do đó những người đi Honda Elan đã trở thành là hàng độc, thuộc là hàng hiếm nên mẫu xe này hiện nay xuất hiện khá ít ở trên thị trường và đâu đó vẫn còn những bản độ gây sốc cho cộng đồng chơi xe. Điển hình là cái chiếc Elan độ bên dưới đây. Cái ấn tượng ở chiếc Elan đó chính là một diện mạo mới được khoác lên mình bộ cánh được sơn tem đấu phong cách retro. Ngoài những chi tiết kể trên cũng được nâng cấp khủng hơn với những ốp tình hàng hiệu. Sẽ được trang bị là cụm thắng Rainbow Asset bình dầu Rizuma, bao tay Domino gù xéo Rizuma. Thêm cái cụm tăng tốc Domino, trang bị thêm đồng hồ Casio Double. Và bên cạnh đó còn có tay thắng CIC thể thao ở bên sau. Nâng cấp dây chân trước với heo Rainbow Bridge 2 bít xứng, đĩa của Carver, phát dây dầu DMV nó bật, cặp buộc sau nó bật với một Cardin danh tiếng. Xe cũng được trang bị hệ thống phanh sau quy định của Carver. Ngoài ra nâng cấp thêm mặt âm thanh quy lực hơn với cái bộ bổ dos từ Lewin, một bản độ cực chất đến từ Baker Việt. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.